nay mình làm một cái video là các bạn yêu thích cái trang thỏ của mình. Thì các bạn đã xem một con thỏ mẹ của mình đêm qua nó đẻ 11 con nhé. Đây, bà nhớ cái quay cho bà con được xem. Đây đêm qua là cái con thỏ mẹ của mình đây, hôm nọ mình cân là 4,9 cân đấy. Hôm nay nó đẻ 11 con. Mình đến cho bà con xem nhé. Mình không cần phải bắt gì cả, cứ để trong lồng nó tự đẻ, đêm qua nó tự đẻ đây, mình có phải chăm sóc nó đâu. 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con này, 9 con này, 10 con, 11 con. Đêm qua mình có một con thỏ mẹ 4,9 cân nó đẻ 11 con đấy bà con nhá. Thế thì bà con cứ nuôi tốt nhất là nhiều nhất là 9 con chứ không để 11 con. Nuôi 9 con, tốt nhất là 8, 9 con. Đấy, con này là hiện nay đang nuôi 11 con thì mình sẽ cứ để đây. Để đây được khoảng 2 3 ngày nữa nó cứng cáp thì là con này đã đang đẻ, để mình xem con này nó đẻ được mấy con. Nếu như mà nó đẻ 7 8 con thì mình có thể bắt bớt ở bên này đưa sang nhé. Bà con có thể là điều chỉnh con là nhiều con quá và đưa sang cái con đẻ ít này nhé. Là thỏ này vẫn ghép, là ghép sang đó và đợi những cái dãy thỏ này đẻ. Những con này nó cũng sắp đẻ, nếu con nào đẻ ít mà chưa đủ 8 con thì ta sẽ có thể đưa sang. Vâng, bà con nhé, đấy là mình cách của mình nhân giống là như thế. Thế bà con ta xem này. Đây là con thỏ vừa xong, nó lại động lực mình lại lấy tiếp. Con thì đẻ, con thì động lực. Bà mở cái con động lực bắt ở đây cho nhảy cho bà con xem. Đấy đấy, cái con động lực vừa đây này. Đây đây, con là cái con này. Đây bà con đi xem cho nó nhảy được nhá. Hôm nay lại xuống chạy thỏ lại có con động dục. Đấy, bà con nhìn này. Đấy, như thế là được rồi nhá. Như vậy là thỏ nuôi phát triển rất nhanh. Thế bà con, bà cầm cái điện thoại để tôi hướng dẫn cho họ xem cái ghé nó không đấy. Đây, cái ghé nó đỏ thế kia, bà con nhìn như vậy. Đấy. Và vành cái ghé cho họ xem, bà phải chán quét. Đấy. Thế cứ ta cứ xem cái giá hồng là nó động lực nhé. Mình sẽ nhân chạy thỏ rất nhanh cho bà con lấy giống nhé. Bà con cái nhu cầu mua thỏ được lấy giống thì mình lấy được rất nhiều rồi nhé. Bà con xem cái con này nó cũng sắp đẻ rồi này. Đấy. Cái con thỏ mẹ này mình đã đẻ chung với cái lợn xề hôm qua nó đẻ đây. Cái lợn xề này nhà mình là dài 2m2 mà nó đêm qua nó cũng đẻ cùng với con thỏ. Mười mấy con nhỉ? 16 con lợn con cùng với đêm qua đẻ với gì. Ôi thỏ đi mình. Đây là cái trại lợn, trang trại lợn xè thì mình đẻ lấy giống. Toàn cái loại lợn xè, loại lựa chọn giống to, dài. Nó nhiều con quá là đẻ chết con còn. Vâng, bà con đã vừa xem cái cận cảnh mình quay cái thỏ đẻ đêm qua. Bà con thì có quan tâm với đề nước nhá, đổ nước vào cũng là nó sẽ ăn con nữa, mà lá là chủ yếu cho ăn về đêm. Thế nhưng qua rồi nóng bức như vậy nhưng mà đêm qua mình cho ăn rất nhiều lá, hết rồi, hết cả lá rồi.
Tao xem đổ nước vào đấy đi, đổ nước vào đấy. Cái hết nước rồi. Mùa nóng là uống nhiều nước ạ. Quan tâm đến nước. Thỏ đẻ là quan tâm nước nhiều nhá. Còn chủ yếu là ăn đêm. Vâng, bà con những ai mà có cái tâm huyết nuôi thỏ thì hôm nay xem cái clip của mình để biết là thỏ đẻ lên và cái cách chăm sóc của nó nhá. Vâng, xin chào bà con.